Drop it. Chào các bạn đến kênh YouTube Tôi Yêu Giáp Bàn. Thì hôm nay là mình sẽ hướng dẫn các bạn về phương thức thanh toán tiền tại YouTube của Nhật Bản. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái phần màn hình máy tính của mình làm trên máy tính. Đây các bạn xem cái phần máy tính đây nhá. Đây là của mình đã nhập thanh toán rồi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn là làm sao kết nối với tài khoản ngân hàng của Nhật để mình lấy tiền. Nó khác với Việt Nam thì các bạn vào phần thanh toán, xong các bạn ấn thông tin thanh toán. Đây xong thông tin thanh toán này, các bạn ra này, phương thức thanh toán này. Phương thức thanh toán đấy, xong. Đây là của mình đã có rồi, bây giờ là nó là thêm phương thức thanh toán. Đây là ngân hàng nhé. Đây là thanh toán, phương thức thanh toán, thêm phương thức thanh toán. Đây của mình là thêm phương thức thanh toán. Nếu các bạn lần đầu tiên ấy là phương thức thanh toán, đây tên ngân hàng. Là tên ngân hàng là họ và tên các bạn. Như các bạn là thẻ Yucho nhá. Như của mình là Nguyễn Văn Hiếu đây. Của mình Nguyễn Văn Hiếu viết hoa thì mình phải viết hoa Nguyễn Văn Hiếu viết hoa. Đó là xong. Cho kỳ cự là cái số cái này nhá. Là như kiểu là cái tài khoản của bạn là như kiểu là doanh nhân này. Tài khoản bình thường như quả các bạn phần đa giống tài khoản của mình là phương trự thì các bạn ấn vào phương trự. Đó. Đây giờ mã ngân hàng ấy. Mã ngân hàng của Yucho ấy là 9900. Đó. Bây giờ chi nhánh ngân hàng nhá, chi nhánh ngân hàng các bạn sẽ của mình ở trong sổ Yucho ấy là mình sẽ của mình nhớ là 518. Bây giờ mình sẽ lấy cái sổ Yucho của mình ra cho các bạn coi. Đây là cái mã chi nhánh nhá. Dân ghi này mã chi nhánh là 518 này. Thì các bạn ấn vào 518 xong. Chứ đây là số tài khoản nhá, số tài khoản thì các bạn ghi này, số tài khoản này 2917352. 2917317352 đó. Đấy là cái số ở của Yucho của Nhật. Thì nó như thế, các kiểu các hình thức của cái review của nó là cái view của nó là như thế này. Nó không như ở Việt Nam mình thẻ ngân hàng nó khác, thanh toán số tiền lại khác. Xong rồi các bạn ấy. Đây là các bạn nhìn này, phương trự này. Mã của số Yucho của nó là 9900. Đây ví dụ các bạn không biết mã tài khoản của Yucho hay là như nào ấy thì các bạn ấn Ginkokodo đây. Đây Ginkokodo này, các bạn ấn đây Ginkokodo. Các bạn ấn tìm enter. Đó, nó ra hết hệ thống của các ngân hàng này. Của Mizu Ginko này, Kodokara này, Mizu Ginko này, đây Yucho Ginko này. Như của mình là Yucho Ginko, các bạn ấn là Yucho Ginko đây. Omise. Đấy nó hiện ra hết. Đây nó đang chạy đây này. Sau khi các bạn gõ là Ginkokodo Yucho này thì nó sẽ ra. Ra các bạn kéo đây là 9900. Đó như lúc mình hướng dẫn 9900 là mình nhớ là đúng. Đây bây giờ các bạn vào, các bạn trở về phần kiếm tiền. Thanh toán. Đó 9900 xong. Các bạn đặt làm phương thức thanh toán. Xong các bạn lưu là ok. Như của mình là đây là mình hướng dẫn lại từ đầu đến cuối công thức, xong rồi khi mình hướng dẫn thanh toán xong ấy nó sẽ lưu ra một cái bản mới là của mình, xong rồi sau 2 hoặc 3 ngày thì nó sẽ cho mình cái số tài khoản để trên Google gửi tiền về cho từ 1 yên đến 24 yên. Thì các bạn nhập vào đấy thì là các bạn sẽ hoàn thành cái công đoạn là thanh toán xong. Bây giờ thì mình sẽ dừng video tại đây. Thì mình chủ yếu hướng dẫn cho các bạn là cái mã Yucho là một này, cái chi nhánh là hai này, cái phần phư trự này, phần tài khoản thông thường này và cái số tài khoản nó có những cái phần này. Xong thì nó rất dễ, toàn đấy bằng tiếng Việt hết. Nên mình sẽ dừng video tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh YouTube Tôi Yêu Giáp Bàn trong thời gian vừa qua. Tạm biệt các bạn ở video tiếp theo. Bye bye.